mừng. Xem mình nè. Xài giỏi quá. Có gì đâu mà cười. Ôi. Bạn bắn giỏi quá. Cô đưa nhập bạn hay sao mà bạn cười dữ vậy? Mắc cười quá. Đồ đồ ơi, ai mới gọi mình vậy? Ai thèm gọi bạn chứ? Chào mình vậy. Hả? Rõ ràng là gọi mình mà. Đó tôi khỏe ơi, con muốn kiện bạn Xoài. Thôi mà, cho chị Ốc Can đi mà. Bạn bè sống cùng một khu phường mà cứ tối ngày kiện tụng nhau hả? Em có tội tình gì đâu chứ. Mà hở một chút, ai cười là người khác bực mình bảo đừng ưa nhập là sao? Bực mình á thì nói với đừng ưa giúp thanh nhiệt cho hết nóng, chứ đâu mà cứ nói đừng ưa nhập hén con. Nhưng mà đừng ưa mà mọi người nói ở đây á là con đừng ưa, chứ không phải là hạt đừng ưa của con đâu. Vậy con kiện ai đặt tên vậy con? Sao không đặt cái tên khác mà đặt trùng tên với anh đười ơi họ hàng nhà Tinh Tinh chứ? Thôi, cái vụ kiện tụng của đười ơi tính sao đi. Bây giờ giải quyết cái vụ của Ốc trước đi. Thật sự là Ốc cũng đang muốn kiện tụng đây nè. Vụ gì nữa? Sao hôm nay ai cũng kiện vậy? Ốc á, đang muốn kiện Dr. Khỏe á. Tại vì Ốc nghe nói á, cái hạt đười ơi nó giúp thanh nhiệt rất là tốt và nhiều công dụng khác nữa. Tại sao Dr. Khỏe đem về trồng mà giấu luôn, không cho Ốc biết, không cho ai biết hết? Thôi, Ốc Thanh Dân đừng có kiện, để ta nấu cho mọi người biết vậy. Hay quá, hôm nay được lên TV rồi. Hạt đời ươi á, có vị ngọt, lợi cho cổ họng, thanh nhiệt tốt. Nên được nhiều người sử dụng hạt đời ươi trong việc chữa cổ họng bị sưng đau, ho khan, chảy máu cam và nôn ra máu nữa đó Ốc Thanh Dân. Ồ, hay thiệt luôn á Dr. Khỏe, đâu có ngờ hạt đười ươi lại có nhiều công dụng như vậy. Vậy thì từ nay nếu như bị nóng trong người thì Ốc sẽ dùng hạt đười ươi để thanh nhiệt cho cơ thể mình nè. Tuy nhiên, sử dụng hạt đười ươi để thanh nhiệt thì phải đúng cách nha. Nhưng mà sử dụng hạt đười ươi như thế nào mới gọi là đúng cách vậy, Dr. Khỏe? Chọn những hạt còn mấy màu vàng, giống như là hạt dẻ, không dùng hạt đã xỉn màu hoặc đen. Sau đó ngâm trong nước sôi để nguội cho đến khi thấy nó nở bung hết. Khi hạt mềm á thì bỏ vỏ, bỏ gân sơ chỉ, lấy phần cơm để chế biến thôi. Mà chị Ốc và mọi người nhớ là không nên ngâm quá nhiều hạt đười ươi để dùng dần, vì như vậy sẽ khiến hạt đười ươi bị chua và nhiễm bẩn nữa đó. Chị Ốc nhớ rồi. Cảm ơn hạt đười ươi và Dr. Khỏe đã chia sẻ những lưu ý khi sử dụng hạt đười ươi nha. Giờ thì toại nguyện rồi nha, không còn kiện ta nữa nha. Con còn kiện nữa. Hả? Kiện vụ gì nữa? Con còn nhiều công dụng lắm, mà đắp tôi khỏe chỉ nói bấy nhiêu đó thôi sao? Định dìm hàng con hả? Thôi, cho chị Ốc xin đi mà. Không phải là dìm hàng, mà là tại vì á hết thời gian rồi. Lần sau mình sẽ nói tiếp về công dụng của hạt đười ươi mà. Đừng có kiện đắp tôi khỏe tội nghiệp. Người đẹp Ốc Thanh Dân nói chí lý. Ủa, Dr. Khỏe bị đuôi ơi nhập hả? Rồi thôi, bây giờ mình cùng chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe và Hạt Đuôi ơi, xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại lần sau.